Thu Trang mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Thời sự 365. Rất vui được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong chương trình. Những tin tức nào sẽ có trong bản tin hôm nay? Mời quý vị cùng đến với phần điểm tin chính. Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu việc tiêm mũi 4, mũi 5 khi thấy cần thiết. Ưu tiên mũi 4 vaccine COVID-19 cho nhóm nguy cơ. Đồng Nai hơn 50% người dân trong độ tuổi được tiêm vaccine COVID-19 mũi 3, tỷ lệ tử vong giảm mạnh. Sinh viên bị COVID-19 tăng, tiếp sức cho y tế trường chăm sóc F0. Cà Mau cho F0 không triệu chứng được đi làm. Israel phát hiện chủng SARS-CoV-2 mới lai giữa hai dòng phụ của Omicron. Và sau đây sẽ là phần tin chi tiết. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu việc tiêm mũi 4, mũi 5 khi thấy cần thiết. Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa phát đi thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp lần thứ 13 Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương về công tác phòng chống dịch bệnh. Tại thông báo, Thủ tướng nhận định dịch bệnh COVID-19 trong những tuần vừa qua có tăng lên cao trên diện rộng, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát trên phạm vi cả nước, nhiều mục tiêu về kiểm soát dịch bệnh vẫn được đảm bảo. Điển hình so với tháng trước, số ca mắc mới tăng nhiều trên diện rộng, tức là tăng 197%, nhưng số ca tử vong giảm 47,1%, số ca nặng giảm 43%, số ca phải nhập viện điều trị giảm 24,5%. Tỷ lệ ca tử vong trên tổng số ca mắc đã giảm từ 1% của tháng trước còn 0,2%. Cả nước đã thực hiện thành công chiến dịch tiêm chủng mùa xuân, đạt tỷ lệ bao phủ vaccine như đã đề ra và ở mức cao so với các nước trên thế giới và trong khu vực. Đã hoàn thành thủ tục mua vaccine cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi. Việt Nam cũng đã nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, khuyến cáo của WHO về việc tiêm vaccine mũi 4. Các cơ quan chức năng đã và đang thực hiện đúng hướng, kết hợp hiệu quả, linh hoạt việc điều trị tại cơ sở y tế và điều trị tại nhà đối với người nhiễm SARS-CoV-2, kiểm soát rủi ro và đạt nhiều hiệu quả rõ rệt trong kiểm soát ca mắc, giảm ca chuyển nặng và giảm tử vong. Bộ Y tế đã có nhiều cố gắng trong bảo đảm thuốc điều trị COVID-19, đáp ứng đồng bộ các yêu cầu bảo vệ sức khỏe nhân dân, phù hợp quy định của pháp luật trong bối cảnh cấp bách, chưa có tiền lệ. Thời gian tới, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục có diễn biến phức tạp, khó lường, đòi hỏi các ngành, các cấp tiếp tục đề cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là chủ quan. Thủ tướng yêu cầu các cơ quan tập trung thực hiện đa mục tiêu, tiếp tục ngăn chặn dịch bệnh, bệnh lây lan, không để quá tải hệ thống y tế, ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng và không gây hoang mang trong nhân dân, kiểm soát hiệu quả rủi ro, ngăn chặn tối đa tình trạng bệnh nhân chuyển nặng, tử vong. Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ thần tốc hơn nữa trong việc tiêm vaccine, tiếp tục đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người để tiêm chủng, không để sót, lọt đối tượng trong chỉ định tiêm. Phấn đấu hoàn thành tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên trong quý 1 năm 2022, hoàn thành tiêm mũi 2 cho người từ 12 đến dưới 18 tuổi trong tháng 3 năm 2022. Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi ngay khi vaccine được phân bổ. Đặc biệt, người đứng đầu Chính phủ lưu ý việc tiếp tục nghiên cứu các cơ sở khoa học, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để tiêm mũi 4, mũi 5 khi thấy cần thiết và tiêm cho trẻ dưới 5 tuổi. Bộ Y tế tiếp tục cấp phép các loại thuốc phòng, chữa bệnh, đảm bảo an toàn, phù hợp tình hình, quy định và thông lệ quốc tế, tăng cường hướng dẫn các biện pháp điều trị tại nhà, tại cơ sở y tế để không quá tải hệ thống y tế. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan để bám sát tình hình dịch bệnh, hướng dẫn mở cửa trường học đảm bảo khoa học an toàn, linh hoạt, hiệu quả và thống nhất trên toàn quốc. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan xây dựng hướng dẫn các quy định tạo điều kiện cho việc mở cửa du lịch quốc tế từ ngày 15 tháng 3 năm 2022. Ưu tiên tiêm mũi 4 vaccine COVID-19 cho nhóm nguy cơ. Thưa quý vị, các chuyên gia cho rằng mũi 4 vaccine COVID-19 cần ưu tiên nhóm người nguy cơ cao, suy giảm miễn dịch, bệnh nền, người cao tuổi, chưa nên tiêm đại trà. Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc
Việt Nam đã nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO về việc tiêm mũi thứ tư vaccine COVID-19. Trả lời báo chí sáng 17 tháng 3, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, Bộ Y tế đã nhận được chỉ đạo và đang làm các thủ tục về vấn đề chuyên môn. Hai tuần trước, Bộ Y tế họp chuyên gia về sự cần thiết của tiêm vaccine mũi 4, tham vấn WHO, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Mỹ. Ông Sơn cho hay, cơ bản các chuyên gia đồng thuận và Bộ sẽ triển khai theo chỉ đạo của Thủ tướng. Đối tượng tiêm ưu tiên sẽ bảo vệ sớm nhóm có nguy cơ và sau đó tiêm đại trà. Về việc chưa cần tiêm đại trà, tiến sĩ bác sĩ Phạm Quang Thái, trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng miền Bắc, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, các nhà khoa học trên thế giới hiện nay khuyến cáo tiêm vaccine mũi 4 cho nhóm người nguy cơ cao, ví dụ nhóm suy giảm miễn dịch có bệnh nền, vì đây là nhóm dễ trở nặng, nguy cơ tử vong cao khi mắc COVID-19. Những nhóm còn lại được bảo vệ ở mũi tiêm thứ 3. Ông Thái nói, bên cạnh đó, nhiều người nghiên cứu cho rằng nên tiêm mũi 4, mũi 5 bằng một loại vaccine mới có thể phòng được các biến chủng của virus trong tương lai. Như vậy, mũi tiêm thứ 4 mới có giá trị và tránh sự tốn kém, lãng phí vaccine không cần thiết. Kể cả nhóm nguy cơ cao đã tiêm mũi 3, song có thể miễn dịch vẫn không đủ, cần tiêm bổ sung, bác sĩ Nguyễn Hồng Trà, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, nói và thêm rằng mũi 4 cho nhóm này nên tiêm cách mũi 3 ít nhất 3 tháng để đảm bảo tạo miễn dịch. Dù vậy, thầy thuốc nhân dân Phạm Sĩ Tuấn cho rằng không thể phủ nhận lợi ích của vaccine là giảm tỷ lệ chuyển nặng và tử vong, song việc tiêm đại trà mũi 4 cần thận trọng bởi cuộc chiến còn dài. Nhiều người không thuộc nhóm nguy cơ đã tiêm 3 mũi vaccine vẫn mắc COVID-19, có người nhiễm đến lần thứ 2. Khi đã nhiễm, cơ thể họ có kháng thể tự nhiên giống như một liều vaccine tự nhiên, vì vậy chưa nên vội vàng tiêm mũi 4. Đồng Nai hơn 50% người dân trong độ tuổi được tiêm vaccine COVID-19 mũi 3, tỷ lệ tử vong giảm mạnh. Thưa quý vị, ngày 17 tháng 3, ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết, hiện toàn tỉnh có gần 1,3 triệu người từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19, đạt tỷ lệ hơn 50,06% tổng số dân trong độ tuổi được tiêm chủng. Trong đó, các địa phương có tỷ lệ bao phủ vaccine mũi 3 cao như huyện Vĩnh Cửu 73,1%, huyện Cẩm Mỹ 63,7%, huyện Long Thành 57,6%. Ba địa phương có tỷ lệ phủ vaccine mũi 3 thấp nhất đến thời điểm này là huyện Định Quán 41,3%, huyện Tân Phú 41,6% và thành phố Biên Hòa 43%. Ông Vũ cho hay, việc tiêm được vaccine COVID-19 là yếu tố quyết định mức độ, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân COVID-19. Người tiêm đủ 3 mũi, không có bệnh nền sẽ thường chỉ xuất hiện triệu chứng nhẹ, âm tính trở lại sau 3 đến 5 ngày nhiễm bệnh. Trái lại, người chưa được tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều khi nhiễm bệnh sẽ dễ trở bị nặng, nguy cơ tử vong cao. Ông Vũ nhấn mạnh, trước đây khi Đồng Nai và các địa phương chưa bao phủ được vaccine phòng COVID-19, số ca bệnh nặng và tử vong tăng cao khiến ngành y tế rơi vào tình trạng quá tải. Đến nay, mặc dù số ca bệnh mới hàng ngày nhiều, nhưng số bệnh nhân nặng và tử vong lại giảm sâu. Một trong những nguyên nhân quan trọng là nhờ tiêm vaccine phòng COVID-19. Theo Sở Y tế Đồng Nai, thời gian gần đây, mỗi ngày Đồng Nai có từ 3.000 đến 4.000 ca mắc COVID-19, số ca tử vong từ 2 đến 4 ca. Trước vấn đề tiêm chủng, ông Vũ đề nghị các địa phương và cơ sở y tế vận động người dân sớm thực hiện tiêm chủng để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Sinh viên bị COVID-19 tăng, tiếp sức cho y tế trường chăm sóc F0. Thưa quý vị, dù đã chuẩn bị các phương án phòng chống dịch COVID-19, nhiều ban quản lý ký túc xá cho biết vẫn không tránh khỏi lúng túng với số ca F0 có chiều hướng gia tăng như hiện nay. Hôm 11 tháng 3, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức cuộc họp công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các ký túc xá trên địa bàn thành phố nhằm đảm bảo an toàn cho nhà trường trước nguy cơ tái bùng phát của dịch bệnh. Tại cuộc họp, đại diện ban quản lý ký túc xá sinh viên và lãnh đạo của các trung tâm y tế quận huyện, thành phố Thủ Đức cho biết gặp phải các vấn đề khó khăn trong việc xây dựng các khu cách ly tại ký túc xá như việc kết nối với y tế và chính quyền địa phương trong việc chăm sóc F0, chuyển viện đối với các ca chuyển nặng. Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Lai Dương Phong,
trưởng phòng quản lý ký túc xá trường Đại học Tài chính Marketing Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, số lượng sinh viên trong ký túc xá nhiễm COVID-19 sau nghỉ Tết khá đông, hiện vào khoảng 150 sinh viên, chiếm khoảng 10% tổng số sinh viên nội trú. Phần lớn những trường hợp nghi nhiễm không lây trong nội khu mà từ bên ngoài. Trường hiện dành ra những phòng chống cách ly cho sinh viên nhiễm bệnh. Những trường hợp F1 sẽ được cách ly tại chỗ. Tuy nhiên, khó khăn hiện tại nằm ở nguồn lực trợ giúp các sinh viên của y tế trường và y tế địa phương. Với các trạm y tế phường, do một phần tình trạng quá tải chung nên việc hỗ trợ sinh viên nội trú, nhất là về thuốc men còn tương đối hạn chế. Ông Phong nói, trong khi đó nguồn lực y tế của trường cũng có hạn, lại chịu ảnh hưởng nhiều COVID-19. Tổng cộng có 9 người, nhưng những lúc có tới 5 người là F0. Chúng tôi rất sợ không có đủ người lo cho các bạn. Thạc sĩ Hồ Thành Công, giám đốc ban quản lý ký túc xá trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ký túc xá này đã dành 8 phòng trống với sức chứa khoảng 70 giường cho sinh viên nhiễm và nghi nhiễm cách ly. Khi trở lại từ sau Tết đến nay, có những lúc tình hình nhiễm bệnh trong ký túc xá khá căng thẳng, F0 chiếm 10% sinh viên nội trú mà ký túc xá phải tăng thêm phòng cách ly. Ông Công nói, may mắn ký túc xá còn thêm một số phòng trống do nhiều sinh viên chỉ đăng ký giữ chỗ nhưng vẫn còn học online nên chưa vào ở. Cũng theo ông Công, sinh viên nhiễm và nghi nhiễm sẽ được cách ly cuốn chiếu, F0 sẽ được vào chung một số phòng. Nếu trường hợp một phòng có 3 F0, các F1 còn lại trong phòng sẽ được vào ở phòng riêng cùng với các F1 khác có cùng số ngày cần cách ly. Ngoài ra, hai phòng luôn được để trống nhằm chuẩn bị cho những trường hợp trở nặng nếu có. Ông Lại Thế Tuân, trưởng phòng tổng hợp Trung tâm Quản lý Ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thời gian gần đây số trường hợp sinh viên nội trú F0 có chiều hướng gia tăng. Khi sinh viên trình báo mắc COVID-19, ký túc xá sẽ cho các sinh viên vào ở tạm trong vùng đệm, trong đó sẽ có hẳn một tòa dành riêng cho sinh viên F0. Nếu muốn về nhà điều trị hoặc cách ly, sinh viên sẽ phải làm cam kết. Ông Tuân cho biết hiện ký túc xá vẫn duy trì dựng tạm những hàng rào bằng lưới mềm, phân ra 8 cụm để hạn chế tiếp xúc, tuyên truyền sinh viên hạn chế các hoạt động tiếp xúc bên ngoài. Theo ông Tuân, việc phối hợp giữa ký túc xá và trạm y tế phường Linh Chiểu, thành phố Thủ Đức khá tốt. Ký túc xá cử nhân viên trạm y tế đến lấy tờ khai và thuốc điều trị cho F0. Sinh viên F0 liên lạc qua nhóm Zalo, có nhân viên ký túc xá và trạm y tế phường để hỗ trợ kịp thời làm các thủ tục xác nhận âm tính. Về phía ký túc xá cũng tự chuẩn bị trang thiết bị phòng chống dịch như thuốc hạ sốt, máy đo thân nhiệt và cả các bình oxy dự phòng. Ông Công nói số sinh viên nhiễm bệnh hiện khoảng 125 trong tổng số 2.300 sinh viên nội trú. Với những trường hợp F0, ký túc xá cũng có những khoản hỗ trợ sinh viên như thức ăn, nước uống. Ngoài ra sẽ luôn có một đội tình nguyện viên ở bên động viên tinh thần cho các bạn, cũng như sẵn sàng trợ giúp trong những trường hợp bất ngờ. Về kinh phí cho trang thiết bị phòng chống dịch bệnh, đến nay chủ yếu ký túc xá phải tự túc. Đại diện Trung tâm Y tế Thành phố Thủ Đức cho biết, tính riêng trên địa bàn Thành phố Thủ Đức đã có hơn 160.000 sinh viên thuộc các trường cao đẳng, đại học. Hiện nay tất cả ký túc xá các trường này đã thành lập các khu thu dung từ 100 đến 200 giường. Khi vượt các ca F0 qua con số này, các trường sẽ điều phối sinh viên đến các khu dã chiến của thành phố. Vị đại diện này cho biết y tế địa phương sẽ trực tiếp điều phối và hỗ trợ thuốc cho sinh viên nếu có, điều chuyển sinh viên. Đối với các trường hợp sinh viên mắc các bệnh nền như đái tháo đường, ung thư sẽ được lập danh sách khi nhiễm F0 và chuyển đến bệnh viện dã chiến. Cà Mau cho F0 không triệu chứng được đi làm. Thưa quý vị, ngày 17 tháng 3, Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau cho biết, ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đồng ý chủ trương cho các trường hợp F0 không triệu chứng nhẹ và F1 có nguy cơ cao được đi làm. Đây là chủ trương được ông Nguyễn Tiến Hải nêu trong kết luận một cuộc họp thường trực mới đây. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cần ban hành quy định tạm thời về việc đi làm đối với F0, F1 là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước, đơn vị, sự nghiệp công lập và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Cụ thể, các trường hợp F0 không triệu chứng nhẹ và F1 có nguy cơ cao được đi làm việc, nhưng trên cơ sở tự nguyện, đảm bảo nguyên tắc không tiếp xúc với người khác. Các doanh nghiệp phải hỗ trợ người lao động xét nghiệm 2 lần trên một tuần và bố trí sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Đối với cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập,
giao thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, phân công công việc hợp lý, đảm bảo công tác phòng chống dịch hiệu quả, nhưng tránh trường hợp lợi dụng dịch bệnh để nghỉ việc, ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng công việc. Sở Y tế tiếp tục đề xuất kiến nghị Bộ Y tế sớm ưu tiên phân bổ vaccine tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, đồng thời bổ sung vaccine tiêm mũi 2, mũi 3 cho người từ 12 tuổi trở lên. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, số ca F0 trong học sinh và giáo viên tăng cao, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành công văn số 1361 ngày 15 tháng 3 về tổ chức dạy và học cấp mầm non và phổ thông. Theo đó, từ ngày 17 tháng 3 cho đến khi có thông báo mới, cấp học mầm non cho trẻ dừng đến trường. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố căn cứ tình hình thực tế có thể chọn 1 đến 2 điểm trường trung tâm trên địa bàn đảm bảo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, công tác phòng chống dịch COVID-19 để nuôi dạy trẻ theo nhu cầu của phụ huynh. Đối với học sinh lớp 1 đến lớp 7 chuyển sang học trực tuyến theo chương trình chính khóa, trường hợp những em học sinh có nhu cầu học trực tiếp và được sự thống nhất của phụ huynh thì vẫn đến lớp học trực tiếp bình thường. Giáo viên vẫn đến lớp dạy và tạo đường link nếu học sinh học tại nhà. Riêng học sinh học lớp 8 đến lớp 12 tiếp tục tổ chức dạy và học trực tiếp theo quy định. Israel phát hiện chủng SARS-CoV-2 mới lai giữa hai dòng phụ của Omicron. Thưa quý vị, theo Times of Israel đưa tin, nước này đã phát hiện hai ca bệnh nhiễm biến chủng SARS-CoV-2 chưa từng được ghi nhận trước đó. Giới chức y tế Israel mô tả chủng mới này là sự kết hợp giữa BA.1 và BA.2, hai biến chủng dòng phụ của Omicron. Bộ Y tế Israel cho biết, hai ca mắc biến chủng mới được phát hiện thông qua xét nghiệm PCR trên các hành khách Israel tới sân bay Ben Gurion. Thông báo viết biến chủng này hiện vẫn chưa được ghi nhận trên thế giới. Theo cơ quan y tế Israel, biến chủng mới hiện gây ra các triệu chứng nhẹ bao gồm sốt, nhức cơ bắp và đau đầu. Nó hiện chưa cần các biện pháp điều trị đặc biệt. Ngoài ra, Tổng Giám đốc Bộ Y tế Israel Nachman Ash cho biết, biến chủng mới bị phát hiện có thể có nguồn gốc từ nước này. Ông Ash nói, nhiều khả năng các ca bệnh đã bị nhiễm bệnh từ trước khi lên chuyến bay ở Israel, biến thể có thể đã xuất hiện ở đây. Đầu tuần này, đài truyền hình quốc gia Israel Khan đưa tin rằng nước này dường như đã phát hiện một ca mắc biến chủng SARS-CoV-2 mới, lai giữa chủng Delta và Omicron. Times of Israel cho biết, Bộ Y tế Israel chưa xác nhận thông tin vào thời điểm đó. BA.1 và BA.2 là hai trong 4 biến chủng dòng phụ của Omicron, chủng phổ biến nhất trên thế giới hiện tại là BA.1, nhưng chủng BA.2 hay còn được gọi là Omicron tàng hình, đã có dấu hiệu vượt mặt chủng anh em tại một số quốc gia. Omicron đang gây ra làn sóng lây nhiễm mới trên toàn cầu với số ca tăng vọt ở nhiều nơi. Tuy nhiên, Omicron dù có khả năng lây nhiễm mạnh hơn các chủng SARS-CoV-2 khác, nhưng phần lớn chỉ gây triệu chứng nhẹ. Mặc dù vậy, các chuyên gia cũng cảnh báo việc số ca bệnh tăng mạnh vẫn có nguy cơ khiến hệ thống y tế quá tải khi phải chống đỡ.